vừa tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Ông Ngọc bị bắt về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Làm rõ thông tin một giảng viên ở Huế bị tố vòi tiền đòi đi karaoke đồi trụy. Lý do Phó Chủ tịch thành phố Long Xuyên bị bắt. Đồng Tháp bắt người đàn ông nghi ngáo đá tấn công nhiều phụ nữ đi đường. Vụ chìm xà lan ở Quảng Ngãi, nhóm lòng đón thi thể thuyền viên tử nạn. Làm rõ thông tin một giảng viên ở Huế bị tố vòi tiền đòi đi karaoke đổi trị. Tối ngày 25 tháng 4, đại diện phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết đang làm rõ đơn tố cáo của cựu học viên về việc một giảng viên của trường có hành vi vòi vĩnh đổi trị không đúng chuẩn mực. Theo đó, người bị tố cáo là tiến sĩ Lê Minh Hưng, hiện đang là giảng viên tại một khoa ở trường. Theo đơn tố cáo của nhóm cựu học viên gửi lên Đại học Huế, ông Hưng trong quá trình giảng dạy đã có hành vi vòi vĩnh tiền và đòi học viên đưa đi hát karaoke đổi trị. Nhóm học viên này còn gửi kèm đơn tố cáo những hình ảnh clip được cho là của ông Hưng khi đang có những hành vi không chuẩn mực đổi trị. Sau khi nhận được đơn tố cáo, trường đã mời ông Hưng lên để xác minh, lắng nghe, trao đổi về sự việc. Hiện nay quá trình làm rõ đơn tố cáo vẫn đang được tiến hành từng bước, đặc biệt là về việc xác minh hình ảnh và clip liên quan đến đơn tố cáo. Quan điểm này của trường là không bao che, sẽ xử lý dứt điểm nếu có những hành vi trên, vì đại diện này nói. Lý do Phó Chủ tịch thành phố Long Xuyên bị bắt. Ngày 25 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Ông Ngọc bị bắt về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bị khởi tố với cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hai bị can gồm Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ tổ đăng ký và lưu trữ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên, Nguyễn Quang Minh, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Theo công an, kết quả điều tra ban đầu xác định Đào Văn Ngọc đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bị can Ngọc đã ký duyệt hợp đồng chuyển nhượng để cấp đất sai quy định luật đất đai cho một số hộ dân không thuộc trường hợp tái định cư. Trước đó, từ năm 2019, ông Võ Văn Trung, 56 tuổi, lợi dụng chức vụ là phó giám đốc và giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở do trung tâm này quản lý. Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân đã bán 2 thửa với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, 2 thửa đất trên tiếp tục được bán cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Thanh tra thành phố Long Xuyên kiến nghị chuyển điều tra đến cơ quan công an cung cấp. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, ông Võ Văn Trung được người thân phát hiện tử vong tại nhà riêng. Theo cơ quan công an, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập xác định, với 5 thửa đất nêu trên, những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư, có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đồng Tháp bắt người đàn ông nghi ngáo đá tấn công nhiều phụ nữ đi đường. Ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khống chế bắt người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đã tấn công nhiều phụ nữ đi đường. Theo đó, vào trưa cùng ngày, Công an thành phố Cao Lãnh nhận được thông tin từ Công an huyện Thanh Bình về việc phát hiện một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 30 hướng từ Thanh Bình đi Cao Lãnh. Trên đường đi, người này đã tấn công, đạp ngã 3 phụ nữ đang điều khiển xe mô tô. Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Cao Lãnh đã triển khai chặn bắt. Khi đi đến tuyến đường Phạm Hữu Lầu thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh, người đàn ông tiếp tục ép xe, dùng chân đạp ngã một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an thành phố Cao Lãnh đã phát hiện được đối tượng tình nghi là Nguyễn Hải Sơn, 39 tuổi, di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, nên đã tiến hành khống chế, bắt giữ. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Sơn dương tính với ma túy. Sau đó, Công an thành phố Cao Lãnh đã bàn giao Sơn cho Công an huyện Thanh Bình xử lý theo quy định pháp luật. Công an thông báo ai là nạn nhân trong vụ việc thì nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, hỗ trợ lực lượng công an xác minh xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ chìm xà lan ở Quảng Ngãi nhói lòng đón thi thể thuyền viên tử nạn. Chiều muộn ngày 25 tháng 4, tàu cứu hộ SAR-412 cập cảng Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi chở thi thể các thuyền viên xấu số vào bờ để đưa về quê lo hậu sự. Bên trên bến, hàng chục đôi mắt đỏ hoe. Thân nhân những thuyền viên xấu số tập trung trên bến cảng, họ dõi mắt nhìn về phía cửa biển nơi tàu cứu hộ đang tiến dần vào vùng neo đậu. Đứng tần ngần trên bến cảng, ông Đặng Văn Nhớ, anh ruột của thuyền viên Đặng Văn Nhung, di chuyển gấp rút từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Ngãi đón em trai. Ông Nhớ cho biết, hôm qua nghe tin em trai gặp nạn, tôi không tin vì có bao giờ nghĩ em trai mình vắng số đến vậy. Khi cơ quan chức năng Quảng Ngãi điện vào báo em tôi gặp nạn, chân tay tôi bủn rủn. Giờ chỉ trông tàu cập bến để sớm đưa em về nhà. Mới hôm Tết anh em còn gặp nhau, vậy mà giờ chia cách thế này. Nắng chiều buông xuống, bến cảng BTSC vốn nhộn nhịp trở nên thê lương. Bóng dáng những người cha, người anh, những đứa em là thân nhân các thuyền viên xấu số, tâm trạng rối bời. Dẫu họ biết điều tồi tệ đã đến, không ai nói với ai lời nào, họ nhìn nhau trong nỗi đau tột cùng. Sau những thủ tục quan trọng của lực lượng chức năng, thi thể 4 thuyền viên xấu số trên chiếc tàu kéo bị chìm được đưa lên bờ trong hình hài đông cứng sau hơn một ngày được tàu cứu hộ cứu vớt đưa vào tủ cấp đông. Những người dân đứng tần ngần xúc động, họ ôm chầm lấy nhau để phơi đi nỗi buồn. Những người đàn ông một đời ngang dọc bỗng trở nên yếu mềm. Họ tiến đến gần băng ca xe cứu thương để cố gắng đứng gần người thân của mình nhất trong giây phút trùng phùng đau thương. Thứ cảm xúc ruột thịt dâng trào khiến những người có mặt làm nhiệm vụ cũng không kìm được nước mắt. Liên quan đến sự việc chìm xà lan làm nhiều người tử vong và mất tích, chiều 25 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm sát đến làm việc với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, người thân các thuyền viên tử vong và điều tra nguyên nhân vụ việc. Chủ đầu tư, tập đoàn Thuận An bị điều tra không ảnh hưởng tiến độ dự án ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiều 25 tháng 4 do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đã cung cấp thông tin liên quan công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Chủ đầu tư những dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh có một số gói thầu mà tập đoàn Thuận An tham gia, khẳng định việc doanh nghiệp này bị điều tra không ảnh hưởng tiến độ các dự án ở thành phố. Tập đoàn Thuận An đang tham gia xây dựng một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh như đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, gói XL5 và hầm chui Nguyễn Văn Linh, hầm XL2 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên, gói XL5 và XL6 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai gói thầu có sự tham gia của tập đoàn Thuận An do ban này làm chủ đầu tư, hiện vẫn duy trì thi công, nhà thầu cam kết làm đúng tiến độ. Còn ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đối với gói thầu XL5, nhà thầu Thuận An chỉ đảm nhận giá trị 13,8%, còn gói XL6 là 11,7%. Theo ông Dũng, ngay sau khi có thông tin liên quan lãnh đạo tập đoàn Thuận An bị bắt và điều tra, đơn vị đã mời người đại diện pháp luật của tập đoàn đến làm việc. Người này khẳng định nhà thầu Thuận An sẽ tiếp tục thực hiện các gói thầu và cam kết đúng tiến độ đề ra. Người dân đặt câu hỏi, trong trường hợp tập đoàn Thuận An không thể tiếp tục thi công các gói thầu tại thành phố Hồ Chí Minh thì chủ đầu tư đã có dự trù phương án thay thế chưa? Chủ đầu tư có đánh giá năng lực sau sự cố của tập đoàn Thuận An chưa? Trả lời, ông Lê Ngọc Hùng thông tin trong quá trình đấu thầu, năng lực của các nhà thầu đều được kiểm tra đánh giá, trong đó có tập đoàn Thuận An đủ năng lực thi công các gói thầu. Chúng tôi cũng đã có phương án dự trù, trường hợp nhà thầu không đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng theo yêu cầu, chủ đầu tư dự án sẽ có phương án thay thế bằng việc dùng liên danh trong gói thầu để thực hiện các phần việc của nhà thầu không đủ năng lực hoặc gặp sự cố, không thể tiếp tục thi công, ông Hùng nói. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.